chỉ cách đá thẳng góc đi ạ. Cầu thủ cao mà đánh đầu không lại. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các bài đá phạt góc hiệu quả. Trong những tình huống xung chiến thì chiều cao chỉ là một phần cho các bạn nhé. Vấn đề quan trọng nhất trong những tình huống không chiến đó chính là việc chọn vị trí. Chọn vị trí thích hợp sẽ tạo nên lợi thế khi đánh đầu. Kể cả cầu thủ của các bạn có thấp hơn đi chăng nữa thì vẫn giành lợi thế trong những pha không chiến khi các bạn chọn đúng vị trí nhé. Ibra. Rồi và lần này bóng đá vào lưới. Rồi và cách thực hiện những pha phạt góc này như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Và kiểu đá phạt góc đầu tiên đó chính là kiểu đá thông thường. Với kiểu đá này thì chúng ta dùng phím điều hướng điều chỉnh hướng bóng về vị trí mà cầu thủ của chúng ta đang đứng, có thể băng cắt để đánh đầu. Ở đây các bạn có thể để ý có hai cầu thủ của chúng ta. Sau đó chúng ta nhấn nút A với khoảng 70% lực nha các bạn. Đó, và chúng ta hướng bóng vào gôn và nhấn phím A để đánh đầu. Và bóng đã vào lưới. Rồi, và cách đá thứ hai. Với cách đá này thì chúng ta dùng phím điều hướng kéo xuống dưới vị trí của ba cầu thủ của chúng ta đang ở bên trong. Dưới một chút thôi nhé các bạn. Ở đây mình muốn hướng đến cầu thủ ở giữa. Thì chúng ta sẽ đá phím A với khoảng 70% lực nhé. Rồi, và sau đó chúng ta nhanh tay kéo phím điều hướng về bên tay phải để trái bóng có thể xoáy vào bên trong nhé. Đó, và cầu thủ của chúng ta thực hiện pha băng cắt để đánh đầu. Các bạn có thể xem tình huống bóng xoáy vào thì các cầu thủ của đối phương cũng sẽ rất là khó bắt bài các bạn nhé. Và với cách đá phạt góc thứ ba là cách đá phối hợp. Lúc này mình sẽ treo trái bóng vào vị trí khoảng đỏ. Đó, chúng ta sẽ đá phím A. Và lúc này khi Ibra đón bóng thì có bốn hậu vệ của đối thủ và thủ môn đang bị hút vào vị trí của Ibra. Thì lúc này mình sẽ không thực hiện pha đánh đầu mà mình sẽ truyền ra cho MAP. Và lúc này MAP đệm bóng vào lưới trống rất là nhẹ nhàng. Đó. Đó, rất là dễ dàng phải không các bạn? Và khi chúng ta đối đầu với những quả phạt góc của đối thủ thì chúng ta làm thế nào? Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để bắt bài những pha phạt góc của đối thủ nhé. Ở đây mình đang chịu một quả phạt góc từ đối thủ. Và đội bạn đã lần này đã bị thủ môn bắt bài các bạn. Mình sẽ cho quả bóng đến hết đường biên ngang để cho đội bạn đá phạt góc tiếp tục. Đó, mình đã chạy ra để bắt bài và phá quả bóng ra. Để tiếp tục mình sẽ đá quả bóng cho hết đường biên ngang tiếp để đội bạn đá phạt góc tiếp nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi, và lần này các bạn để ý là khi mà đối thủ chuẩn bị thực hiện pha phạt góc thì để ý có hai cầu thủ ở bên trong là mình có thể bắt bài được, là hai vị trí khoanh tròn. Thì lúc này mình sẽ dùng phím điều hướng, mình đẩy cầu thủ của mình lên khoảng giữa của hai vị trí đó. Hai vị trí của đối thủ này có thể thực hiện pha băng cắt để đánh đầu các bạn nhé, nên có thể tạo ra một tình huống sóng gió về cầu môn của đội mình. Và khi trái bóng được đá đi thì dấu X màu vàng sẽ xuất hiện. Và mình sẽ dùng phím điều hướng điều chỉnh cầu thủ của mình lên trước cái khoảng dấu X đó một khoảng để có thể bắt bài được pha bóng này các bạn nhé. Đó, các bạn để ý. Ở một tình huống khác, lúc này đối thủ cũng đang đá phạt góc và mình sẽ điều khiển van đai của mình đến hai vị trí mà cầu thủ của đối thủ có thể băng cắt để đánh đầu. Đó, các bạn để ý. Và khi trái bóng được đá đi thì dấu X ở trên sân đã xuất hiện. Thì lúc này mình dùng phím điều hướng sẽ kéo cầu thủ của chúng ta lên trước dấu X đấy các bạn nhé. Đó. Và chúng ta đã thực hiện một pha phá bóng để giải nguy thành công các bạn. Và những tình huống phạt góc như thế này mà chúng ta bắt bài thành công thì chúng ta sẽ tạo nên một pha phản công cực kỳ là sắc bén và nguy hiểm các bạn nhé. Lúc này cầu thủ của chúng ta cực kỳ là chống trả. Đây các bạn có thể xem pha bóng này. Mình đã lựa chọn vị trí để phá đường bóng thành công. Và lúc này một đường phát bóng lên cho Ronaldo ở bên trên. Ronaldo rất chống trả và căng một đường bóng vào trong cho Neymar. Và Neymar đối mặt với thủ môn ghi bàn rất là dễ dàng. Ok, và việc lựa chọn các vị trí chuẩn xác sẽ quyết định đến việc là chúng ta có đánh đầu được hay không. Chúc tất cả các bạn sẽ thực hiện thành công những pha phạt góc của mình. Các bạn nhớ ủng hộ mình một đăng ký kênh, tham gia group mình đang để ở dưới phần mô tả của video này để có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn. Chào tất cả các bạn. Bye bye.